Trên đời này con ghét nhất là gì hả Lu? À, ghét nhất mấy thằng hút thuốc. Ừ, con nhìn đằng sau kìa. Đâu đâu. Ê ê ê ê, đừng hút thuốc ở đây nữa nghe. Cái chỗ này trẻ em đông không? Tránh xa giùm cái đi cha nội. Nhìn cầm điếu thuốc thấy ghét rồi, mặt nghênh nghênh lên nữa chứ. Làm hút thuốc hay lắm bằng, tao khinh. Ê, cho hút thuốc để cha cho nghe mày. Đủ cho vô duyên. Vô duyên cái đầu ông á, nhắc nhở còn cãi nữa. Hút thuốc miệng thúi lắm, không cô gái được đâu nghe. Hay lắm luôn. Dạ. Ủa ơi, coi thuốc này con để đây đâu mất tiêu rồi ba. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.